Chiều qua ngày 6 tháng 5, ca sĩ Du Thiên đã ra mắt với truyền thông và fan mến mộ cống phẩm mới là phim ca nhạc Quyết Chiến. Trong Quyết Chiến, Du Thiên đóng vai một giám đốc thành đạt và đang có cuộc sống hạnh phúc bên người phi tần mới cưới xinh tươi, yêu yêu thương anh hết mực. Tuy nhiên trong công việc, Du Thiên thường xuyên bị băng đảng xóm hội đen của Cường Sẹo đe dọa và khống chế. Nhưng với bạn dạng lĩnh yêu thương trường dày dặn và dũng cảm, Du Thiên không bị những lời đe dọa đó làm thay đổi quyết định trong kinh sợ ganh của mình. Bọn xóm hội đen không làm gì được Du Thiên đã quay lịch sử khống chế và cưỡng hiệp người phi tần xinh tươi của anh. Sau khi phát hình thành điều này, Du Thiên đã quyết chiến để phục thù và cứu vãn phi tần. Trong phim ca nhạc Quyết Chiến có rất nhiều cảnh hành động và Du Thiên đã tự mình đóng hết những pha tấn công đấm kích mắt và nguy hiểm. Ca sĩ Du Thiên. Thiên mến mộ võ thuật từ nhỏ dài và thường xuyên tập luyện nên khi thực hiện phim ca nhạc Quyết Chiến, Thiên rất hào hứng để biểu thị mà không cần diễn viên đóng thế. Tuy nhiên để diễn được những pha khó Thiên vẫn cần tới sự trợ giúp từ các võ sư hiện đang là huấn luyện viên của Thiên. Thiên là người cầu toàn nên muốn những pha hành động trong phim của mình phải chân thực nhất. Chính vì thế mà Thiên và ekip thực hiện đã phải chịu đau và quay đi quay lại rất nhiều lần để có được những phân cảnh tán thành nhất. Thiên hy vọng người theo dõi sẽ đón nhận và mến mộ cống phẩm mới của Thiên, ca sĩ Du Thiên chia sẻ. Ca sĩ Du Thiên cũng tiết lộ cục bộ ý nghĩ đó kịch bản dạng Quyết Chiến là do em trai ruột của anh Minh Hiển viết, dàn dựng và hướng dẫn sản xuất. Trong phim ca nhạc Quyết Chiến, Du Thiên biểu thị hai ca khúc là Bên Em Luôn Có Anh và Đừng Khóc Vì Anh. Tại buổi họp báo ra mắt cống phẩm của Du Thiên có sự nhập cuộc của hơn 200 fan mến mộ anh cùng rất nhiều nghệ sĩ như diễn viên Hiệp Gà, diễn viên Trà My, diễn viên Hoàng Yến, ca sĩ Chế Phong. Đặc biệt ca sĩ Châu Khải Phong đã bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để chúc mừng người bạn thân của mình. Chính sự quan tâm này khiến Châu Khải Phong và Du Thiên bị chất vấn về mối quan hệ trên mức bạn bè. Tuy nhiên cả hai đều khẳng định mình chuẩn men và dù có gọi nhau người yêu đi chăng nữa thì đó cũng không phải theo kiểu tình yêu đôi lứa mà đó là tình cảm tri kỷ của những người bạn lâu năm luôn trợ giúp nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Không chỉ ôm lại nhiều kỷ niệm từ những ngày quen nhau, đi hát cùng nhau, Du Thiên và Châu Khải Phong còn cùng hát phổ biến ca khúc Ngắm Hoa Lệ Rơi, Tình Anh Không Thay Đổi. Hiệp Gà đến chúc mừng cống phẩm mới của Du Thiên. Cường Sẹo trong Quyết Chiến cũng xuất hiện. Đó chính là kim ca sĩ Huy Cường. Tại buổi họp báo anh cũng giữ vai trò kết nối. Rất nhiều đồng nghiệp trong nghề đã có mặt để chúc mừng Du Thiên. Bạn thân Châu Khải Phong đã bay ra Hà Nội vài tiếng để chúc mừng Du Thiên. Không chỉ ôm lại kỷ niệm cũ cả hai còn hát tặng khách mời và fan mến mộ. Hơn 200 fan mến mộ của Du Thiên đã có mặt để ủng hộ thần tượng. Nam ca sĩ rất nhiều fan. Một fan nữ xúc động ôm chặt Du Thiên. Được biết fan lớp của Du Thiên có tên là Theo Sơn.